Chào quý bà con nha, nay em bắt kiểm tra thử con lợn con trước lát mặt này lành gì quý bà con. Và mới nghe thử lành gì nha. Đó đâu hê. Đó rồi, đây 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 đây, bà đây. Hết con đường này. Đó 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 đó, chạy mình nhầm nhầm đó 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 đó. Giờ lấy giọt bắt thử sao nha. Bắt kiểm tra lại thử. Lên nữa bà con, lên nữa, kéo cho non đó đó bà con ơi. Đó, nó 2 bữa hả, chích 3 bữa bớt vào rồi lên này. Lên được không bà con? Giờ nhỏ thêm một ít thuốc đỏ vô nữa để cho nó bớt thẳng luôn hả? Nó là tóc da đó, tóc trẻ đó. Chạy vô bà con, chạy mẹ cho bú này, 5 con kia mẹ cho bú đó, anh đi ra ra ra, anh chạy lại con đỏ. Đời bú tới giờ đời bú ạ. Con heo nái đây là nó hơi mỏng bà con, ăn mà không lại nó vẫn ốm nha. Nên khi mà lựa con heo nái thì người ta lựa con heo dày cơm hơn các con. Con heo đây là em không lựa mà do bị con đực nó nhảy nên cứ phải đỡ nái luôn. Heo nó hơi mỏng chút. Đó, bây giờ nó vô ổ nữa cho con nó bú bà con. Anh đó đấy, anh bị đau đâu mặt lại đang giùm lớn cho bà con gái đấy, đang khảy bà con đó. Đó, đang khảy đó, đó. Anh theo búa.
lá đây cho con bú em dê nha, cho em dê cho con bú vậy. Hai ở đây anh có sao nó đâu nó không cho con nó bú ha.